chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Dâu. Hôm nay Dâu sẽ hướng dẫn mọi người làm một món, đó chính là món gà hấp cải bẹ xanh, còn có tên gọi là Phượng Hoàng Hạ Cánh. Tên nghe kêu hẳn đúng không mọi người? Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có cải bẹ xanh. Cải bẹ xanh này thì mình ra chợ mình mua khoảng 5.000 là đủ ăn rồi nha mọi người. Nguyên liệu thứ hai đó chính là một con gà. Con gà này thì mình mua khoảng gần 2kg đó mọi người. Con gà nhìn rất là ngon nha, mình mua ở ngoài chợ người ta làm sẵn rồi. Nguyên liệu thứ ba chính là hạt sen. Nguyên liệu thứ tư là hành lá. Nguyên liệu thứ năm là táo tàu và nhãn nhục. Táo tàu nhãn nhục này mọi người có thể mua ở quận 5, tại vì bên quận 5 có rất là nhiều tiệm thuốc bắc, hoặc là mọi người có thể mua trên mạng. Nguyên liệu thứ sáu là một lon bia. Ở đây mình sẽ dùng bia Tiger nha mọi người. Còn cái này là nước chấm để mình chấm gà. Chúng ta sẽ bắt đầu nha mọi người. Đây là hỗn hợp gia vị mà mình chuẩn bị massage gà nha mọi người. Trong đây sẽ gồm có là hành tỏi băm, tiêu, đường, muối, bột nêm. Chúng ta sẽ bắt đầu massage ẻm nha mọi người. Mọi người nhớ massage đều tay nha, cho thịt nó thấm thì nó ngon hơn. Khi mà chúng ta massage ở bên ngoài xong thì mọi người đừng quên massage luôn bên trong cho nó thấm bên trong luôn nha. Con gà này phải nói là nó sướng lắm, nó mới vô tay của mình á. Được mẹ mình massage từng chút một. Chút nữa còn được đem đi xông hơi nữa. Gà sau khi mình massage xong thì mình sẽ lần lượt bỏ hết tất cả những nguyên liệu vào luôn nha mọi người. Trước tiên mình sẽ bỏ nhãn nhục. Táo tàu. Những thứ này ăn rất là bổ nha mọi người. Hạt sen. Hành lá nha mọi người. Hành lá mình để nguyên một cọng này luôn nha. Sau khi mình đã nhét hết tất cả nguyên liệu vào trong gà thì mình sẽ ướp khoảng 15 đến 20 phút cho thịt gà nó thấm nha mọi người. Gà sau khi đã ướp khoảng 15 phút rồi mình sẽ đổ bia vào nha mọi người, để cho gia vị nó thấm đều hơn. Với lại bia nó có công dụng là giúp cho thịt nó mềm hơn đó mọi người. Sau đó mọi người ẵm nó lên trên nồi luôn nha. Mình lỡ mua con to quá cho nên mình thọ cái nồi hấp của mình nó không vừa nha mọi người, cho nên mình sẽ lót một cái dĩa ở bên dưới cái nồi. Thì nhà mọi người nếu mà không có cái nồi hấp to giống như mình thì mọi người có thể làm được như mình nha. Mình sẽ hấp bé gà này chừng nào chín nha mọi người, khoảng tầm 45 hoặc là 60 phút. Do con gà này nó to quá cho nên mình nghĩ là thời gian hấp nó sẽ khá là lâu. Nếu mà mọi người hấp giống như kiểu như mình á thì mọi người nhớ lâu lâu mở nắp ra canh nước ở bên dưới nha, coi chừng nó bị cạn nước rồi nó khô eo luôn á. Mình sẽ bắt đầu rưới một ít bia ở bên ngoài cái da nha mọi người. Đây chính là một cái mẹo nhỏ hồi nãy mình đã nói với mọi người á, là bia nó sẽ giúp cho mềm thịt và giữ lại cái hương vị thịt, nó sẽ không bị mất đi á. Trong lúc mà chờ nồi gà chín thì mình sẽ bắt đầu cắt cải ra nha mọi người. Xong thì mình sẽ bắt đầu đem đi luộc nha mọi người. Mình sẽ cho một miếng muối vào trong nồi. Mình đợi cho nước sôi lên thì mình mới bỏ cải vô nha. Sau khi đã sôi rồi mình bỏ cải vào nha mọi người. Bỏ
mọi người chỉ cần luộc khoảng 5 đến 10 giây thôi, tại vì cải nó rất là mau chín, xong rồi mình vớt ra liền để giữ được cái độ tươi, độ xanh cho quả cải á mọi người. Cải luộc chín rồi sẵn mình xắt ra trang trí luôn nha mọi người. Gà của mình đã chín rồi nè mọi người. Rồi bốc khói thơm lừng luôn. Bây giờ mình sẽ lấy ra trang trí nha. Ta-da, vậy là con phượng hoàng của mình đã hạ cánh rồi đây mọi người ơi. Nó nằm chèo queo luôn. Mọi người thấy món này có hấp dẫn không nè? Món này gọi là món gà hấp cải bẹ xanh, còn có tên là phượng hoàng hạ cánh nha mọi người. Chúc mọi người thành công với món này nha. Bây giờ chúng ta sẽ bổ xẻ nó ra coi trong có gì nha mọi người. Mọi người có thể thấy cái nguyên liệu bên trong của nó không? Nguyên liệu bên trong nó cũng chín hết rồi đó mọi người. Xanh xanh, đỏ đỏ, vàng vàng, đẹp ha. Con gà này nó hơi dày cho nên mình cắt hơi cực. Ok, cảm ơn mọi người đã xem kênh YouTube của Dâu. Nếu mọi người thấy thích cái video này thì nhớ like, share, subscribe kênh YouTube cho Dâu nha. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp mọi người vào món tiếp theo nhé. Đừng quên like cho tôi nha.